Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Tất cả những phim chiếu hoạt hình 3D hay 4D của Trung Quốc đều sẽ có những nhân vật đột biến mạnh mẽ. Họ là những người được chọn nhân vật chính, phải đối đầu với thế lực tà ác nhất, với các cấp độ chưa từng có hoặc từng xuất hiện ở trong một thời điểm nào đó. Đó là một điểm nhất vô cùng quan trọng. Ở lần bình luận này anh em cùng mình xem video về các cấp độ ở trong đại chúa tể được chia như thế nào. Lưu ý cấp độ sẽ được sắp xếp từ bé đến lớn. Thứ nhất là cảm ứng cảnh. Cấp độ này cho người mới nhập môn vào con đường tu đạo của mình. Họ có thể bắt đầu với dấu hiệu cảm ứng được linh khí. Cảm ứng cảnh được chia làm 4 cấp độ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Thứ hai là linh động cảnh. Sau khi bước vào cảnh giới linh động cảnh, người tu luyện mới có thể hấp thu được linh khí tự nhiên của trời đất để bắt đầu đột phá cấp độ nhanh hơn. Linh động cảnh chia làm 4 cấp độ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thứ ba là linh luân cảnh. Linh luân cảnh được tăng khả năng hấp thu linh khí rất mạnh. Người ở cấp độ này bắt đầu có thể ngưng tụ quyền ấn theo hình dáng bằng linh khí trong chiến đấu. Linh luân cảnh được chia làm 4 cấp độ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thứ tư là thần phách cảnh. Thần phách cảnh khá là ảo loài trong các cấp độ của đại chúa tể. Vì đạt cấp độ thần phách cảnh có khả năng hấp thu luyện hóa thú phách của các loài động vật có trên bảng xếp hạng vạn thú bảng. Khi người sở hữu một loài động vật trong vạn thú bảng sẽ có năng lực của nó. Tuy nhiên, có động vật nào xếp hạng càng cao thì hấp thụ càng khó. Đồng thời sẽ có hai con đường để hấp thu động vật trên bảng xếp hạng vạn thú bảng. Thứ nhất là giết động vật lấy tinh phách hấp thu. Thứ hai là ký kết hiệp ước. Thứ tư là tam thiên cảnh. Tam thiên cảnh dễ hiểu nhất được chia làm ba cảnh giới nhỏ được gọi là tam trọng. Trọng thứ nhất gọi là đệ nhất trọng dung thiên cảnh, có thể dùng được một chút năng lực của thiên địa linh khí, sức chiến đấu tăng vọt, trong đánh nhau phá hủy khu vực xung quanh tan nát. Trong thứ hai đệ nhị hóa thiên cảnh, ở trình độ hóa thiên cảnh thần phách trong cơ thể tách ra khỏi cơ thể, thần phách hấp thu năng lượng của thiên địa linh khí. Ngoài ra cấp bậc này có khả năng phòng thủ vô cùng mạnh mẽ, khi bị tấn công dùng cơ thể dung nhập vào trời đất, cơ thể chịu sát thương gánh chịu ít hơn. Trong thứ ba đệ tam thông thiên cảnh mạnh hơn hóa thiên cảnh khoảng 30% sức mạnh, thần phách phát triển di chuyển được một khoảng cách xa. Thứ năm là chí tôn tiểu tam nan, đây không phải là cấp bậc mà khoảng cách nằm giữa chí tam thiên cảnh và chí tôn cảnh. Ở chí tôn tiểu tam nan chia làm 3 bậc nhỏ, mỗi bậc sẽ cường hóa lên cảnh giới cao nhất để tiến vào chí tôn cảnh. Một là chí tôn tiểu tam nan nhục thân, cường hóa sức mạnh cơ thể xương cốt. Hai là chí tôn tiểu tam nan linh lực, cường hóa sức mạnh linh lực. Ba, chí tôn tiểu tam nan, cường hóa sức mạnh thần phách. Thứ sáu là chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh chia làm 3 cấp độ. Một, chí tôn bây giờ chân chính xếp vào hàng ngũ cường giả của một vùng đất, hiện tại có thể học được chí tôn pháp thân nâng cao sức chiến đấu lẫn phòng thủ. Chí tôn chia làm 9 cấp bậc để tu luyện từ 1 đến 9. Hai là địa chí tôn. Địa chí tôn có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, chiến đấu có khả năng hồi phục. Khi đạt đến chí tôn đại viên mãn nửa bước thiên chí tôn, có thể một lúc cân 6 địa chí tôn hợp sức. Ba là thiên chí tôn. Người đạt đến thiên chí tôn có thể cai quản một đại lục nào đó trên đại thiên thế giới. Ở thiên chí tôn chia làm 3 cấp độ nhỏ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đặc biệt người đạt đến thiên chí tôn có thể sáng tạo ra kỹ năng riêng của mình. Thứ bảy là chúa tể cảnh. Chúa tể cảnh để đạt cấp độ này, hiện tại đại thiên thế giới chỉ có 3 người. Thứ nhất Mục Trần, thứ hai Lâm Động, thứ ba Tiêu Viêm. Còn về Bất Hủ Đại Đế mới được gọi là nửa bước chúa tể cảnh. Để đạt được đến cấp độ chúa tể cảnh, phải nhận được ý chí của thế giới, triệu hoán ra thương khung bảng. Người đầu tiên gọi ra thương khung bảng chính là Bất Hủ Đại Đế. Tuy nhiên Bất Hủ Đại Đế mới chỉ lưu được một nửa tên trên thương khung bảng, nên mới gọi là nửa bước chúa tể cảnh. Còn ai ghi được tên họ đầy đủ trên thương khung bảng mới gọi là chúa tể cảnh. Cảm ơn anh em đã xem hết video lần này.